Chiều nay, tại huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã đến dự ngày hội tòng quân, vinh quang được làm người chiến sĩ, chuẩn bị tiễn đưa 90 thanh niên huyện Sơn Tây lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Chương trình giao lưu diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi hình ảnh người lính và quê hương đất nước. Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tây và quân nhân mới xuất ngũ, đảng viên trẻ Đinh Văn Hùng đã mang đến những câu chuyện, những kỷ niệm về thời gian ở trong quân ngũ với nhiều cảm xúc, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Tại chương trình, tỉnh đoàn đã trao tặng 90 suất quà trị giá 18 triệu đồng, giúp các bạn trẻ thêm tinh thần phấn khởi, tự tin bước vào môi trường trong quân đội, quyết tâm cống hiến sức trẻ, phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ.